Hello mấy bạn nhỏ, sáng mai nhớ nhắc tôi đi phóng sanh lúc 5 giờ rưỡi nha. Ok không nè? Tôm nghe không con? Làm gì vậy tôm? Ồ, con tôm nó làm gì vậy ta? Nó leo trèo hoài vậy ta? Ok, chúc cũng các tình yêu. Hello cả nhà, hôm nay 5 giờ rưỡi sáng Leon dậy đi phóng sanh chung với mấy người bạn. Phóng sanh đầu năm cầu bình an cho tất cả mọi người. Hôm nay chắc chương trình thú vị ha. Nay là mùng 4 Tết rồi. Đường phố đang trong quá trình cách ly, nhưng chúng ta vẫn đi. Thế đấy. Bây giờ đi đến điểm hẹn với một chị bạn nữa để đi chung đường phố. Hôm nay xe xe lạnh bởi vì người ta về quê ăn Tết hết rồi, chưa có lên. Không khí Sài Gòn bỗng nhiên trong lành lạ thường những ngày này. Chúng mình đang đi đến đường Nguyễn Đình Chiểu. Hẻm năm nhiêu anh? 524 hả? Đến điểm hẹn hẻm 524 là mới qua đó. Đây có nhiều hẻm lắm nha. Tới đây là hết hẻm rồi đó. Tới đây là tới trường luôn rồi. Hẻm gì? Hẻm 453 hả? Chị Thanh Hà hả? Giới thiệu đến cả nhà, đây là trường tiểu học Lương Đình Cổ, chỗ mình học hồi nhỏ, ngôi trường kính yêu. 453 đây nè Sư Quân ơi, chúc mừng năm mới chú ơi. Dạ. Dạ, chúc chú vạn sự như ý. Bây giờ mình sẽ đợi chị ấy đi phóng sanh chung. Chỉ hẹn là 6 giờ là có mặt, là mình đi xe ra đây là không có gọi phone gì được. Giờ 5 giờ 40, 50 luôn rồi, 5 phút nữa mà chị không ra là coi như là mình bị bơm hàng luôn. Bây giờ đi phóng sanh chung mà không biết, chưa bao giờ gặp mặt mà chỉ nghe qua số phone là đi thôi chứ. Đợi nha. Chia sẻ thêm với các bạn là hội phóng sinh này là đã làm việc rất là lâu đời, nhiều năm qua, nhưng mà lần này là có Tiun tham gia nên sẽ là một cái kênh YouTube đăng cái cuộc hành trình phóng sinh đơn giản lắm của mấy anh em, nhưng mà lưu lại kỷ niệm để cho mọi người thấy việc phóng sinh nó trọn vẹn là như thế nào. Bởi vì kinh nghiệm mà phóng sanh giải cứu động vật của tôi luôn phải nói là nó đã rất nhiều ở Việt Nam rồi, nên bây giờ làm cái kiểu gì nó cũng chuẩn được. Và bây giờ chuẩn bị là đợi chị này ra cái mình đi chợ chung nè, lựa cá để phóng sanh. Giờ mình làm quen với chú bảo vệ đây nha. Cây mai này mai thiệt hay mai giả vậy chú? Mai thiệt chứ. Đẹp dữ vậy. Cây này chắc chị giá lắm phải không chú? Trăm mấy. Trăm mấy chục triệu quá hả? Ừ. Trời ơi, cái mai trăm mấy chục triệu. Ồ, cái mai nó dữ dội ha. Dạ. Dạ. Dạ, quay phim á hả? Nè, quay phim cái mai này. Bây giờ là 5 giờ 55 phút rồi. Chắc chị ấy đang sửa soạn đó mà. Khách sạn Hoàng Mỹ đẹp quá, có cây mai trị giá đắt tiền kinh khủng khiếp. Trời, cây mai có sợi dây xích nữa rồi, xích cây mai lại sợ cây mai chạy đi mất. Bây giờ tiếp tục cuộc hành trình rồi, 6 giờ 7 phút chúng ta đang trên đường đi đến chợ cá Hòa Bình. Mình đang đi đến đâu đây Su Quỳnh? Mình
tâm thần phải không? Biết chỗ không? Đường Ngô Quyền. Chúng ta đã đến chợ Hòa Bình. Mà mua cá ở đây rồi đem ra tới ngoài quận chứ. Để thả. Sẵn sàng chưa? Cảnh chợ buổi sáng đây thưa quý vị, bà con, cô bác, anh chị em. Cái gì cũng có luôn. Cái chê nhỏ. Wow. Đi tham quan chợ một phát nha. Mực nan. Xà lông ốc hương ốc bu. Nhiều động vật quá, nhiều con mình không biết tên nó là con gì luôn. Cho em tham quan cái nha. Ủa nào, cái chê vậy? Cái chê. Dạ, để em coi trước đã. Cái chê mà, cái chê nó chết là chết hồn đó mà. Dạ. Rồi. Wow. Vẫn còn rất nhiều nha. Đúng rồi, em coi. Xuống cái càng với em, xuống càng không? Xuống càng tính khỏe nè, xuống nè. Dạ, dạ, dạ. Rồi. Quang cảnh chợ cá buổi sáng là như vậy đó. Rất là đông, nhộn nhịp. Những chú cá nhỏ. Anh Long mua cá gì rồi sao chở đi anh? Ở đây người ta chở đi luôn hả? Ồ vậy luôn hả? Tới tận nơi luôn hả chị? Dạ, tới tận nơi chặn ra đổ xong. Theo chị thả cá nào là hợp lý nhất? Cá chê, cá chép, mạnh. Cá chê, cá chép đúng không? Có mấy con cá chiên nhỏ nhỏ là cá gì? Cá nào ạ? Mấy con cá nhỏ nhỏ nó có mấy sợi râu á, bên này nè. Phải hả? Dạ. Cá chạch này mạnh lắm á. Cá chạch hả? Dạ. Cá chạch này nó ở ngoài sông đúng không? Dạ. Hay là nó ở trong mương hay trong... Chị, cá chạch này ở đâu? Cá chạch đó hả? Ở ngoài sông hay là ở đâu chị? Ở ngoài sông á. Cá chạch ở ngoài sông luôn hả? Bây giờ thả nhiêu ký chị? À, cá chạch này lấy anh nhiêu? À, chạch với em 100.000. 100.000 ký hả chị? Mạnh lắm. Được. Lấy em vài ký. Rồi 3 ký nha, 4.000 thôi chưa chị. Đây nè, hai này mười mấy ký. Mười mấy ký hả cô? Ừ. Chắc phải nhờ mấy mạnh thường quân của hội phóng sinh ủng hộ thả cá chê quá. Ờ, cậu nói giùm đi cậu. Này cá lóc nè. Ngày nào cô cũng bán đây hả? Ngày nào cũng bán, ngày hồ bữa bán đây, Tết giờ cũng đây. Hôm nay con chốt đơn hàng bên kia xong rồi. Ủng hộ tệ nồng 5 đồng. Ủng hộ 1 ký đi. Ký à? Được không cô? Được, lấy đầu cân cho anh. Trời ơi, dễ thương quá, lấy luôn đi cô. Rồi, mua cá xong rồi, ở đây là sẽ có người giao đến tận nơi luôn. Còn rất nhiều
bạn bè anh chị em chưa được giải cứu, chờ mọi người khác tới cứu. Vậy đi. À, mình lên đường đây. Đi với mấy anh chị Bồ Tát này. Giờ ra xong để thả tiếp. Hấp dẫn nha.